Tranh đá tự nhiên, điểm nhấn cho không gian ngôi nhà đẳng cấp của gia chủ. Các anh chị thân mến, ai trong chúng ta cũng muốn có những cái tinh hoa, những cái đẹp, những cái vị thế, những cái khác biệt của những cái ngôi nhà đẳng cấp của mình. Thì rất nhiều ý tưởng để dành cho những cái không gian đó. Thì trong video ngày hôm nay, Tuấn sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị những cái ý tưởng, những cái độc đáo của những cái ngôi nhà của mình mà bằng những cái bức tranh để có 102 cho chính ngôi nhà của bạn mà không ai có. Và anh chị hãy xem hết video này để có ý tưởng độc đáo cho những cái ngôi nhà của bạn, mang trong mình vẻ đẹp tinh hoa của trời đất, vừa tinh tế lại khác biệt. Tranh đá tự nhiên ngày càng được ưa chuộng trong các hạng mục trang trí nội thất hiện đại. Tranh đá tự nhiên là loại tranh được chế tác hoàn toàn bằng đá tự nhiên, loại đá được hình thành từ cách đây hàng triệu năm. Dưới sự vận động và phát triển không ngừng của tạo hóa đã tạo nên những loại đá tự nhiên với điểm đặc biệt, màu sắc và đường vân vô cùng đặc sắc. Và trong quá trình khai thác, dưới sự tỉ mỉ và khéo léo của những người thợ lành nghề, những tấm đá vô chi này sẽ được cắt thành những tấm đá slab đa dạng kích cỡ, tạo thành bức tranh đá tự nhiên có hồn với những đường nét độc nhất vô nhị, quý vị ạ. Trong thời gian qua thì Tuấn thấy cái xu thế của những cái gia chủ đẳng cấp có những cái vị thế cao thì sử dụng những cái việc mà tự nhiên hoang sơ của thiên nhiên trời đất ban tặng, và tranh đá là một cái sự lựa chọn vô cùng sáng suốt đối với những người thành công, những cái người có địa vị cao ở trong xã hội. Bởi những cái loại tranh đá này á, là nó được chế tác hoàn toàn bằng tự nhiên, nó vô cùng độc đáo đến với những cái gia chủ và những người Việt của chúng ta. Rất là nhiều người hiểu về thú chơi phong thủy nhưng không phải ai cũng biết được điều này. Vì vậy khi anh chị lựa chọn những cái bức tranh phong thủy thì mình phải hiểu được là mình là mệnh gì và bức tranh sẽ là mệnh gì, để tránh tình trạng là khi mình sử dụng những cái bức tranh đá tự nhiên này mà trái về phong thủy. Vậy nên khi ở trong nhà của mình có những cái bức tranh để cho gia chủ được tốt về sức khỏe, được tốt về tài lộc, thì nếu anh chị chưa có những cái lựa chọn, những cái ý tưởng, những cái phân tích về phong thủy thì có thể anh chị để lại những cái thông tin của mình ở bên dưới, thì Tuấn sẽ hỗ trợ cho anh chị những cái ý tưởng, những cái phương pháp để mình sử dụng những cái bức tranh để cho tốt về vượng khí và tài lộc, và gia chủ luôn được bình an và sức khỏe. Và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những cái video giá trị nói về những cái bức tranh đá phần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.